Hôm nay Jen sẽ làm thử thách ăn mì cay cấp độ 7 nha. Bây giờ thì bắt đầu. Đây là chân dung em mì cay cấp độ 7 full topping của Jen. Để xem hôm nay Jen ăn được bao nhiêu nha. Xin mời. Không biết tại sao trong đây màu nó nhạt á, chứ ngoài màu rất là đậm luôn. Cái màu ớt á. Rất là ngon. Không cay lắm. Không. Cay. Nó thấm rồi. Mới đầu ăn vô nó không có thấm. Cay. Quá trời chịu hết nổi. Thôi cho ăn gian một chút xíu đi, lấy nước uống nha. Linh chi thảo dược, nghe là thấy mát trong người đó. Vẫn là cái ly nước cũ. Uống bình thường thì vẫn được, nhưng mà tôi thích uống trong cái ly này đó thì sao? Thơm cái mùi thảo dược rất là vừa phải, ngọt thanh nha, không có làm mình khó chịu trong cổ họng. Ok là đó. Bây giờ thì chiến tiếp thôi. Jen kể cho mọi người nghe nè, Jen với con Chi Chi sẽ không còn làm chung với công ty nữa, nhưng mà hai đứa vẫn sẽ chơi chung với nhau. Mỗi tuần mình sẽ lên Sài Gòn và quần quến nó đi ăn. Hai đứa mình sẽ giữ cái tình bạn này mãi mãi. Cái mức độ cay này Jen ăn được, nhưng mà nhiều mì quá, no, ăn không nổi. Mình sẽ ăn topping thôi, mình bỏ mì nha. Nhưng mà cay đắng lưỡi luôn á trời. Cay quá mọi người ơi. Bỏ cuộc.